Dự án The Sun City thắng lợi, khu đô thị kiểu mẫu đạt tiêu chuẩn cao cấp, có quy mô lớn bậc nhất Long An, khát vọng hướng tới các giá trị sống, giải trí cân bằng, trở về với tự nhiên, kiến tạo nên một không gian sống trọn vẹn đáng mơ ước. The Sun City Long An được phát triển bởi Thắng Lợi Group, nằm tọa lạc ngay trên mặt tiền đường Hương Lộ 11 thuộc xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, kết nối thuận lợi tới các tuyến đường chiến lược như cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh, Trung Lương, song hành quốc lộ 50, cao tốc Bến Lức Long Thành. The Sun City Sài Gòn hứa hẹn sẽ bùng nổ và trở thành điểm sáng thu hút sự quan tâm của khách mua lẫn nhà đầu tư. Và tại thời điểm hiện tại, dự án đang được đẩy nhanh tiến độ thi công. Chủ đầu tư vẫn đang nỗ lực có thể đảm bảo được việc xây dựng trong tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn ra hết sức phức tạp. Theo đó, chủ đầu tư cũng như chủ thầu cũng đã họp và đưa ra những phương án, kịch bản tốt nhất, phù hợp nhất để có thể đảm bảo về tiến độ, hình thành nên một công trường nhộn nhịp bất kể ngày đêm. Và về phần tiến độ của dự án hiện như sau. Toàn bộ diện tích, nội khu và hạ tầng giao thông đã được hoàn thiện. Nhà điều hành trung tâm và nhà mẫu cũng được hoàn thiện và đưa vào sử dụng trong năm 2020. 210 căn nhà phố và shop house tại dự án đã được cất nóc, hiện đang trong giai đoạn hoàn thiện mặt ngoài. Văn bản nghiệm thu hạ tầng kỹ thuật tại dự án đã được hoàn thành toàn bộ. Với sở hữu quỹ đất lên đến 103 hectare, nên dự án được xem là một trong những thành phố thu nhỏ tại Cần Giuộc, với hạ tầng được quy hoạch đồng bộ, tiện ích khép kín. Tổng cộng có 975 sản phẩm, gồm đất nền nhà phố, biệt thự nghỉ dưỡng, 39 tiện ích nội khu, khu công nghiệp rộng 54 hectare. Ngoài ra còn có 13 hectare dành cho phát triển những dãy nhà biệt thự, nhà phố tiện ích lớn dành cho chuyên gia. Dự án được mong đợi sẽ đáp ứng được nhu cầu giảm dân của Thành phố Hồ Chí Minh ra các khu đô thị vệ tinh. Đường đi vào dự án thì quý vị sẽ thấy được cung đường rộng rãi và hai bên thông thoáng, hai làn đường xe ô tô chạy thoải mái. Đây là đại lộ Thắng Lợi, con đường chính. Đại lộ Thắng Lợi có 8 làn xe, phục vụ nhu cầu đi lại của cư dân, luân chuyển hàng hóa cho khu công nghiệp bên kia. Cho nên, mọi người sẽ thấy được đường nội khu ở đây rất rộng, trung bình từ 15 đến 30 mét. The Sun City còn có vị trí tiếp giáp với khu đô thị mới Nam Sài Gòn và hai huyện Bình Chánh, Nhà Bè của Thành phố Hồ Chí Minh. Điểm nhấn của dự án chính là tuyến cao tốc Bến Lức Long Thành, cắt ngang dự án kết nối liên vùng giữa miền Tây và miền Đông Nam Bộ. Đây chính là nhân tố giúp gia tăng giá trị của The Sun City trong tương lai, nối Tây và Đông Nam Bộ chỉ với hơn 57 km. The Sun City đang nằm ở cửa ngõ của hai vùng động lực kinh tế là vùng động lực kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh và vùng động lực kinh tế đồng bằng sông Cửu Long. Với vị trí nằm ở giữa như vậy, mọi người muốn đi lên Thành phố Hồ Chí Minh hay đi về đồng bằng sông Cửu Long đều đi ngang qua dự án. Nhận thấy ở đây có hẳn quán cà phê Ông Bầu trong nội khu, khá tấp nập. Nếu như hoàn thành thì quán cà phê sẽ phục vụ cho nhu cầu của cư dân. Vì vậy, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi dạo một vòng xung quanh khu vực tiện ích này. Có thể nhận thấy không gian rất sảng khoái, đó là nhờ vào mật độ xây dựng của dự án chỉ khoảng 30% diện tích, còn lại là cho hạ tầng giao thông, công viên cây xanh cũng như 39 tiện ích nội khu. Hiện tại, các hạ tầng kỹ thuật như đường, cáp điện ngầm, ống thoát nước đã được hoàn thiện 90% và bên kia là dãy nhà phố đang xây dựng. Tuy hầu hết các dự án là nền nhà phố nhưng chủ đầu tư cũng đã có các loại nhà phố khác. Thiết kế khu đô thị ở đây theo dạng mở, thông thoáng, nó giống như những hình nhà vườn miền Tây về đó. Nó phù hợp với những gia đình trẻ hay các bạn trẻ đang kinh doanh riêng, hay là có nguồn lực tài chính tốt thì mình có thể cân nhắc để định cư hay là mở văn phòng tại đây luôn. Vậy thì đối với những ai muốn đầu tư, bán lại hay cho thuê thì sao? Theo dữ liệu của bất động sản.com.vn thì hiện nay biên độ tăng giá đất khu Tây trung bình từ 18 đến 25% một năm. Như vậy, các dự án có lợi thế mặt tiền đường lớn nằm ngay khu vực cửa ngõ kết nối với Thành phố Hồ Chí Minh hay vùng Tây Nam Bộ đều có tiềm năng tăng trưởng lên mức 35% một năm. Điều này có nghĩa là giá trị đầu tư về lâu dài của bất động sản khu Tây khá cao. Với dạng cho thuê thì mình nghĩ vẫn có thể cho các tiểu thương họ thuê lại. Họ có thể kinh doanh quán ăn hay là tạp hóa cho cư dân, ở đây cũng rất thuận lợi.
Chúng ta vừa dạo quanh một vòng dự án The Sun City, tích hợp chuỗi tiện ích dịch vụ đa dạng, cũng như là một thành phố thu nhỏ, cho nên là tạo ra một khu đô thị rất thoải mái, trong lành trong lòng thành phố. Thứ hai là vị trí nằm sát với Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, và đi ra khỏi dự án thì có khu chợ của người dân địa phương. Cho nên đối với những người dân mà có con nhỏ muốn được đi chơi thì có thể dễ dàng được đáp ứng. Và đặc biệt là từ dự án cũng có thể đi được đến các khu công nghiệp, khu vực miền Tây và vào trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Cuối cùng là về tài chính thì cũng vừa đủ cho một dự án nằm sát với Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Với quy mô rộng lớn, dự án sẽ cung ứng ra thị trường đa dạng các loại hình sản phẩm, cùng với đó là với những phong cách thiết kế khác nhau. Vì thế, khách hàng cũng như những nhà đầu tư có thể dễ dàng hơn trong việc lựa chọn cho mình sản phẩm phù hợp với tiềm năng phát triển của bản thân. Và cũng tại thời điểm hiện nay, dự án đang sở hữu một mức giá khá hấp dẫn, đi kèm là chính sách bán hàng nhiều ưu đãi. Vì vậy, đây là sự lựa chọn rất đáng để cân nhắc, tối ưu được nguồn lực tài chính. Để được biết thêm thông tin chi tiết về dự án, quý vị hãy liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 0909 477 288. Gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.